Vì xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì có dịp đi ngang và ghé thăm một vườn cảnh của một người em. Thì cũng video lần này thì Vì chia sẻ đến quý vị và các bạn chúng ta cùng giao lưu tại vườn cảnh của bạn Hùng Bonsai. Tác phẩm đầu tiên mình muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn là cầu dúi. Cây này có cái hình dáng cũng khá là đẹp biệt. Hiện giờ thì do thời tiết trời gió rất là lớn, phần âm thanh nó không được rõ này. Mong quý vị và các bạn ta thông cảm. Tiếp theo là một tác phẩm sân trà. Cây này thì hiện giờ thì nhà vườn vẫn cũng đang nuôi. Cây này có phần dáng cũng khá là hay. Nói về sân trà thì tuổi đời cực kỳ già. Cây này thì nó chỉ thích hợp cho những anh em nào ở miền Trung thì nó phù hợp với khí hậu nắng nóng thì cây nó mới phát triển cho những mầm như là chồi đẹp. Tiếp theo là cũng một cây sân trà. Cây này phần thân quái dị. Xin nào anh em nào có nhu cầu muốn giao lưu thì liên hệ với bạn Hùng về số điện thoại thì mình để dưới phần mô tả của video. Thank you.
tiếp theo cũng là một cây sơn trà. Đầu cuốn video mình đã chia sẻ thì chúng ta cùng xem và chiêm nghiệm vậy. Quái gì? Đường đi của thằng khó chịu.